Đây là cách mà các nhà khoa học lần đầu tiên chụp ảnh được cái hố đen rộng 38 tỷ km. Trồng cây là sẽ đến ngày hái quả, và ngành vật lý thiên văn vừa nhận được trái ngọt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên ta chụp được ảnh của hố đen vũ trụ. Tính tới thời điểm hiện tại, đây là bằng chứng hình ảnh duy nhất về sự tồn tại của hố đen vũ trụ. Lịch sử ngành khoa học sẽ bị chia làm hai nữa. Thời điểm trước và sau khi tấm ảnh này xuất hiện. Nhưng làm sao mà người ta chụp được tấm mạnh của một vật thể nuốt trọn mọi thứ ánh sáng? Để làm được điều không tưởng này thì kính thiên văn chân trời sự kiện EXT không nhìn thẳng vào hố đen mà chụp những quần sáng xung quanh miệng hố đen. Vùng chân trời sự kiện, ánh sáng phát ra khi vật chất vượt qua vùng ranh giới chết người. Chỉ khi không trở lại, khí ga tại vùng chân trời sự kiện nóng lên hàng tỷ độ, tạo ra một quần có tên là bóng của hố đen. Thuyết tương đối của Einstein đã dự đoán sự tồn tại của khu vực này. Bằng sự kết hợp của một loạt đài thiên văn đặt khắp thế giới và đội ngũ hơn 200 người, ta đã có kết quả. Hố đen nằm tại trung tâm thiên hà Messier 87, gọi tắt là M87, cách ta tới 53 triệu năm ánh sáng. Nó có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần mặt trời, kích cỡ sắp xỉ giải ngân hà của chúng ta. Và theo ước tính, nó rộng 1,5 ngàn ánh sáng, tức là 38 tỷ km. Đây là một trong những hố đen nặng nhất ta từng quan sát hình ảnh được tạo thành bằng công nghệ thiên văn vô tuyến, một loạt những đài thiên văn vô tuyến bắt lấy tín hiệu bằng những chảo ăn tên lớn. Kết hợp tất cả những đài thiên văn tham gia nghiên cứu, ta sẽ có một con mắt nhìn lên trời có kích cỡ tương đương với cả hành tinh. Dữ liệu được tổng hợp lại, tạo nên một trong những hình ảnh quan trọng nhất lịch sử ngành thiên văn học. Trái đất quay liên tục vì trái đất là hình cầu mà liên tục nhận về dữ liệu để có được kết quả cuối cùng. Vui sướng biết bao khi ta có thể tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử và tấm ảnh mang ý nghĩa trọng đại này. Tại buổi họp báo, giáo sư Charles Dolaman tuyên bố, ta đã đạt được thành tựu mà một thế hệ trước ta đã nghĩ rằng điều này là bất khả thi đột phá trong công nghệ khả năng liên lạc giữa các đài quan sát hàng đầu thế giới và những thực toán tiên tiến đã mở ra một cánh cửa mới để chúng ta quan sát hố đen. Ông Tiện Hào nói, đội ngũ cũng đang lập nên hình ảnh của hố đen khổng lồ nằm tại trung tâm giải ngân hà. Và đáng ngạc nhiên là hố đen cách ta 53 triệu năm ánh sáng lại dễ nhìn hơn hố đen ở ngay nhà mình. Với một lý do nào đó không rõ, vòng tròn lửa của hố đen trung tâm thiên hà M87 lại sáng rực hơn so với Sigistarius A, hố đen nằm giữa giải ngân hà. Nhưng không sao, chúng ta có thể đợi được. Các nhà khoa học đã mất cả thập kỷ để có được hình ảnh đầu tiên về hố đen cơ mà. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.